Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với những tin tức thời sự 14 giờ của VTV. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì có tới hơn 50% thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam có nguồn gốc không rõ ràng. Con số này cho thấy hồi chuông đáng báo động về tình trạng sử dụng các loại sản phẩm kém chất lượng tràn lan, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước thực trạng trên thì sáng nay, Công ty Cổ phần Nông Dược 2 đã tổ chức buổi tập huấn với các chuyên gia nông nghiệp hàng đầu nhằm thảo luận tìm ra các giải pháp mới trong việc sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Theo đó, công ty đã thông qua chủ trương phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ và Nhật Bản đẩy mạnh khuyến nông, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nông dân các biện pháp sử dụng thuốc an toàn, đồng thời thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm nhằm đẩy mạnh đầu tư và sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc sinh học, thân thiện với môi trường.